Thưa bác sĩ, người dân thường có quan niệm cho rằng tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là bệnh nhẹ và chỉ cần điều trị ngắn hạn. Trong quá trình thăm khám theo bác sĩ, người bệnh đã hiểu đúng và trang bị đủ kiến thức về bệnh lý này hay chưa ạ? vâng. thưa quý khán giả, thường thì bệnh nhân hay quan niệm rằng là các cái rối loạn đường tiểu dưới, đặc biệt là các cái rối loạn đường tiểu dưới mà ở các người lớn tuổi thì hay cho rằng đấy là cái quá trình lão hóa tự nhiên và cho rằng là nó là những cái bệnh nhẹ nếu mà có điều trị thì cũng chỉ điều trị tức thời ngắn hạn thôi. À, tuy nhiên ý, thì theo một nghiên cứu à, theo lộ trình của bệnh nhân à, được thực hiện vào năm 2023 tức là đầu năm nay ý, thì người ta thấy rằng là à, tỷ lệ của người dân ý, mà mà coi rằng là cái bệnh này là bệnh nhẹ à, và chỉ diễn ra trong cái điều trị chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ấy nó chiếm khoảng 27% à, có khoảng 10% người bệnh thì lại cho rằng là đây là bệnh rất là nghiêm trọng và phải phẫu thuật và có khoảng 10% thì cho rằng là bệnh này lại phải điều trị suốt đời, tức là những cái quan điểm của người bệnh cũng khá là ngược nhau và có khoảng 53% thì người bệnh cho rằng đây là một bệnh mãn tính và điều trị lâu dài. À, thực ra nếu nói đây là một bệnh nhẹ thì nó không phải là một bệnh nhẹ à, vì vì nó có thể nếu mà để lâu ấy thì nó có thể xuất hiện các cái biến chứng. À, các cái biến chứng có thể liên quan đến cái việc mà rối loạn đi tiểu do tăng sinh tiền liệt tuyến à, mà có thể xảy ra ấy ví dụ như các cái biến chứng liên quan đến bí tiểu cấp à, thậm chí à, có những người mà có triệu chứng nặng ấy, thì những cái bí tiểu cấp này phải đặt dẫn lưu bằng quang tức là đặt sông bằng quang cấp cứu à, cũng có thể có các cái biến chứng liên quan đến việc nhiễm trùng à, và gây ra tiểu máu, tiểu bút, tiểu rắt à, để lâu đi nữa thì có thể là liên quan đến các cái triệu chứng về sỏi bằng quang à, cũng có thể à, liên quan đến các cái triệu chứng về suy thận nữa nếu mà để lâu thì có thể gây trào ngược à, nước tiểu từ bàng quang lên trên niệu quản rồi lên trên thận do cái sự ứ động nước tiểu ở trong bàng quang quá lâu thì có thể dẫn đến suy thận và từ vì, bất, vì tất cả những cái biến chứng đó mà cái rối loạn tiểu tiện do tăng sinh tuyến tiền liệt này nó làm tăng cái nguy cơ tử vong của người bệnh lên khá là cao và mặt khác nữa đây không phải là một bệnh nhẹ vì là bệnh này có ảnh hưởng hết sức là tiêu cực đến chất lượng cuộc sống nó làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh hết sức là sâu rộng ảnh hưởng đến cái tâm trạng của bệnh nhân ảnh hưởng đến cái sự nhận thức của bệnh nhân nhận thức của bệnh nhân cũng bị giảm đi cái tâm trạng cũng bị xấu đi đặc biệt là ở những người bệnh mà có cái tiểu đêm ấy, thì nó làm cho là bệnh nhân giảm cả trí nhớ nữa và vì vậy mà có giảm cái năng suất làm việc và cũng như vậy sẽ làm tăng nguy cơ tái ngã ở những người già mà đi tiểu đêm nhiều À, đi vào nhà vệ sinh có thể bị trơn trượt té ngã dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng khác và vì vậy mà đây là một bệnh à, phải nói là nó tăng cái tỷ lệ tử vong lên đáng kể ở đối tượng người cao tuổi. Thưa bác sĩ, vậy hiện nay phương pháp điều trị phổ biến của hội chứng rối loạn đường tiểu dưới là gì ạ? À, vâng, hội chứng đường tiểu dưới đặc biệt là ở người lớn tuổi nó liên quan đến phì đại tiền liệt tuyến thì điều trị bằng thuốc vẫn được cho là một cái lựa chọn phổ biến nhất cũng có nhiều loại thuốc mà để điều trị phi đại tiền liệt tuyến và có tới 78% bệnh nhân ở các nước châu Á là được bắt đầu với điều trị bằng thuốc. Có nhiều loại thuốc để điều trị phi đại tiền liệt tuyến. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi hay dùng nhất là hai nhóm thuốc đó là nhóm thuốc chẹn alpha và nhóm thuốc gọi là nhóm 5 ARI tức là nhóm 5 alpha reductase inhibitor. Hai cái nhóm thuốc này thì một nhóm thuốc chẹn alpha là dùng để cải thiện triệu chứng rối loạn đi tiểu do cái thuốc có tác động làm giãn cơ bằng quang và niệu đạo. Còn cái nhóm thuốc thứ hai ấy, là nhóm 5 ARI. Nhóm thuốc này làm nhỏ kích thước của tiền liệt tuyến. Để nói về hiệu quả của hai nhóm thuốc này thì với nhóm thuốc chẹn alpha và cụ thể là chẹn alpha 1 thì cái thời gian khởi động của thuốc ấy, thì thuốc phát huy hiệu quả khá là nhanh, hiệu quả cải thiện cái dòng nước tiểu ngay từ liều đầu tiên và đạt được hiệu quả đầy đủ trong một vài tuần. Cái lựa chọn điều trị thì nhóm thuốc chẹn alpha 1 này được lựa chọn điều trị cho tất cả những người bệnh bị rối loạn đường tiểu dưới ở mức độ từ vừa cho đến nặng và nếu nói về nếu hỏi về tác dụng phụ của thuốc này thì đôi khi ấy, một số nhóm thuốc trong nhóm thuốc chẹn alpha 1 này có thể gây rối loạn chức năng phóng tinh nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và cần lưu ý là cái tần suất ngoại ý là khác nhau giữa các nhóm thuốc chẳng hạn như tamsulosin và sidolosin thì nó liên quan đến cái tác dụng phụ gây xuất tinh ngược nhiều hơn so với anfuzosin. Cái nhóm thuốc thứ hai ấy là nhóm thuốc 5 ARI thì nhóm thuốc này phát huy hiệu quả chậm À, thường là sau nhiều tháng tức là khoảng ít nhất là 6 tháng thì thuốc mới phát huy tác dụng. Do đó trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi cũng à, thường xuyên tư vấn cho người bệnh à, vì đây là một cái nhóm thuốc mà mang lại hiệu quả rất là tốt. Nó phòng chống được các cái tiến triển lâu dài của tiền liệt tuyến, phòng chống được các cái nguy cơ mà có thể người bệnh phải phẫu thuật. Tuy nhiên thì thuốc phát huy hiệu quả chậm khoảng 6 tháng. Những cái người bệnh à, bị rối loạn đường tiểu dưới ở mức độ à, từ, à, từ 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 trung bình đến nặng và đặc biệt là những cái người bệnh mà có cái thể tích tiền liệt tuyến lớn trên 40 g là có chỉ định dùng nhóm thuốc này để làm giảm kích thước tiền liệt tuyến. và một trong các cái tác dụng phụ của cái nhóm thuốc này mà chúng tôi cũng tư vấn cho bệnh nhân ở thời gian đầu điều trị có thể gây giảm ham muốn tình dục, có thể một số ít trường hợp gây rối loạn cương dương và một số ít trường hợp cũng gây rối loạn phóng tinh vâng vậy điều trị tăng sinh lành tính, tính tuyến tiền liệt sẽ đạt hiệu quả trong bao lâu thưa bác sĩ khi triệu chứng bệnh đã thuyên giảm liệu người bệnh có thể ngưng sử dụng thuốc được không ạ vâng thưa quý khán giả việc điều trị phi đại tiền liệt tuyến mang lại hiệu quả hết sức là lâu dài với một cái nghiên cứu cái hiệu quả điều trị của thuốc chạy alpha 1, anfuroxin 10 mg giúp đi tiểu tốt hơn và dễ dàng hơn ngay từ liều đầu tiên của việc điều trị nghiên cứu này đã đánh giá các kết quả sau ngày thứ nhất, ngày thứ 8 và ngày thứ 29 của việc điều trị thì các tác giả đưa ra rằng tất cả các cái triệu chứng giúp đi tiểu một cách dễ dàng hơn thì đều có một hiệu quả hết sức đáng kể ở nhóm dùng thuốc so với nhóm không dùng thuốc. Bên cạnh cái việc mà đi tiểu dễ dàng hơn và giảm được số lần đi tiểu thì anfuzocin cũng kiểm soát được cái tình trạng tiểu đêm hết sức là ngoạn mục. với việc sử dụng anfuzocin thì giảm tới 30,4% tiểu đêm so với ban đầu và có tới 30,2% người bệnh thức giấc dưới 3 lần một đêm với khi sử dụng ansuzocin. Một nghiên cứu dài hạn hơn đối với anfuzocin được tiến hành vào năm 2008. À, với một cái nghiên cứu lấy dữ liệu ở trên đời thực, à, các tác giả chỉ ra rằng là à, cái tác dụng à, của anfuzosin à, hết sức là hiệu quả và kéo dài. Thuốc không những là giảm được các cái triệu chứng kích thích, giảm được các triệu chứng khó chịu, mà tất cả các cái thang điểm à, quốc tế liên quan đến cái sự phức tạp của các triệu chứng liên quan đến tiền lệ tuyến thì đều giảm một cách rất là đáng kể. Và nghiên cứu này cho thấy rằng hiệu quả của thuốc kéo dài à, trong 3 năm điều trị. Câu hỏi mà À, người người bệnh ấy cũng thường xuyên là hỏi bác sĩ đó là khi mà triệu chứng của tôi được cải thiện rồi thì tôi có thể được ngừng thuốc để điều trị phì đại tiền liệt tuyến này hay không à, thì người ta cũng đã làm rất là nhiều nghiên cứu à, trong đó thì có một cái nghiên cứu mà đã kéo dài đến khoảng 6 tháng tức là người bệnh sau khi điều trị đến tháng thứ sáu triệu chứng thuyên giảm à, thì người bệnh ngừng thuốc à, và cái nghiên cứu à, thấy rằng là khi người bệnh dùng thuốc dừng thuốc ấy, thì các cái triệu chứng lại tăng lên vào các cái tháng sau đó à, và có nhiều cái kết quả tổng hợp của các nghiên cứu à, đều chỉ ra rằng là à, việc ngừng điều trị với các thuốc chẹn alpha 1 ấy, thì nó sẽ dẫn đến các cái tình trạng xấu hơn của triệu chứng lâm sàng à, và nó làm giảm cái tốc độ của dòng tiểu và mặt khác nữa thì nó làm tăng cái lượng nước tiểu tồn dư trong thời gian ngắn hạn từ 3 đến 6 tháng à, so với việc là ta vẫn tiếp tục điều trị cái nhóm chẹn alpha 1 này liên tục Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc về những chia sẻ vô cùng hữu ích và thiết thực vừa rồi. Ngọc Lan có thể tóm tắt lại ý chính, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chia sẻ là việc dùng thuốc điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt là cần duy trì điều trị lâu dài, tái khám định kỳ, dùng thuốc theo toa, không tự ý dừng thuốc mà không tham khảo ý kiến của bác sĩ. Việc tự ý ngưng điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có thể gây ra nhiều hậu quả không mong muốn như làm tăng nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khó khăn trong điều trị sau này do đó việc quyết định ngưng điều trị nên được thảo luận và đưa ra dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình điều trị